Có lẽ như là blog food của chúng ta có quá nhiều thứ để khám phá đúng không? Đúng rồi đó, nên là ở video hôm nay mình sẽ làm thử cho các bạn xem những cái bí ẩn đó là real hay là fake. Yup, bây giờ thì let's go. Hello, và nếu như các bạn kéo xuống và like video này của mình thì tỷ lệ ra được trái quỷ xịn của các bạn sẽ tăng lên rất là cao. Hello các bạn, thì đến với cái tin đồn đầu tiên, đó chính là trái gum, chính là trái có đam cao nhất trong Love Food. Ý mình là đam một chiêu nha. Được rồi, thì bây giờ mình sẽ thử chiêu C của trái rubber nha. Đây cũng là một trái bình thường thôi, mình nghĩ là không có đam cao lắm đâu. What? Vãi cả rồi. Một chiêu thôi mà 10 cái đam, đúng là trái của vua hay tặc Luffy mà các bạn. Đấm kiểu này là con rồng Kaido rụng trứng luôn. Ok các bạn ơi, thì hồi nãy mình chỉ vừa thử đấm đến quái thôi, nên mình cũng không chắc là đó có phải là đam thật của nó hay không. Nên là bây giờ mình sẽ đánh thử ai đó ha. Oh, cậu vàng. Oh my god, chúc mừng cậu vàng đã chiến thắng. Đây là giải thưởng của cậu. Cái con mẹ nó chứ hả, gần 7 cái đam luôn. Đấm cái gì mà giữ gì chứ hả. Vậy là cái tin đồn này là real 100% nha. Yo, xin chào các bạn, thì đến với cái tin đồn thứ hai. Đó chính là nếu như các bạn xài trái Phoenix và đeo thêm cái vòng hoa LA nữa thì các bạn sẽ được hồi máu siêu nhanh luôn. Tại vì nó sẽ cộng thêm 50% lượng máu hồi phục cho các bạn. Wow, nghe có vẻ cũng xứng đáng đó chứ. Thì bây giờ mình sẽ làm cho máu mình xuống tới mức thấp nhất có thể, và sau đó thì mình sẽ bật trái Phoenix lên để hồi phục. Các bạn nhìn cái lượng máu mình tăng kìa, phải nói là nhiều vài cái chữ luôn á chứ. Ê, nhưng mà mana tổ cũng hơi nhiều nha, hơi ẩu rồi đó. Ok, nói chung thì tăng cũng khá là nhanh ha. Bây giờ mình sẽ thử tháo cái vòng qua ra để coi là nó có xịn như hồi nãy không. Mình sẽ chia ra hai bên để cho các bạn dễ so sánh ha. Nhưng mà theo mình thấy thì nó không khác con mẹ gì hết, cái lượng máu thì nó hồi y chang nhau à. Oh shit các bạn ơi, mình cảm thấy giống mình đang bị lừa quá vậy. Ok, vậy là cái lời đồn này là không có thật nha các bạn. Hello các bạn, thì để bù đắp lại cái lỗi lầm hồi nãy thì một bạn fan đã nói cho mình thêm một cái lời đồn nữa về trái Phoenix này. Đó chính là các bạn có thể trở thành mặt trời của Kuros bằng cách sử dụng trái Phoenix. Holy shit, không biết có thiệt không nữa. Nhưng mà theo bạn này nói thì mình chỉ cần bấm chữ X và ngồi lên thiền. Ok, và nhảy lên. Holy shit, cái dòng này nó không có bị biến mất các bạn ơi. Oh, wait, vậy thì nếu mà mình làm lại 10 lần thì liệu cái dòng này nó có trở nên bự hơn không ha? Holy shit các bạn ơi. Và câu trả lời là nó không bự lên nha, nó chỉ trở nên sáng hơn thôi. What the fuck. Cuối cùng thì mình cũng đã có thể trở thành mặt trời của Kuros rồi. Nhưng mà tiếc là cậu ấy không chơi Blackfoot. Ok, nhưng mà cái này nhìn cũng khá là đẹp hả các bạn. Kiểu không chỉ nó vừa sáng mà nó có nhiều cái đuôi nữa. Hình như cái này là Phoenix V100 luôn nè. Ui, nhưng mà nhìn xịn thật sự, đẹp vãi cái chữ luôn chứ. Ok các bạn, vậy là tin đồn này là real 100% nha. Yo, thì đến với cái tin đồn tiếp theo. Đó chính là nếu như các bạn xài trái Diamond cộng với chiêu Z của God Human, chắc chắn sẽ có chuyện gì nó sẽ ra. Nhưng mà mình cũng không biết chuyện gì nữa. Ok, để mình làm thử xem nha. Chiêu Z của God Human nè, what chuyện sẽ ra. Oh shit, mình bị xuống giá các bạn ơi. Mình bị chóc mất hết một miếng kim cương rồi. Cái đống kim cương này tới một giác belly luôn đó. Ok ok, nhưng mà bạn này còn kêu mình xài chi giác thêm một lần nữa. Sorry các bạn nha, hình ảnh này có thể hơi phản cảm xíu. Nhưng mà cái tin đồn này là real 100%. Ủa, nhưng mà nhìn cũng xịn đó chứ, đâu ai biết mình xài trái kim cương đâu. Hello, thì cái tin đồn tiếp theo của chúng ta đó chính là oh shit, hơi trái quỷ spam kế bên luôn các bạn. What the fuck, tỷ lệ 1/100 luôn. Đố các bạn biết là trái gì á? Trái human. Thấy chưa, nhân phẩm cao đó các bạn. Nhân phẩm thì cao đó, nhưng mà tiếc là mình đã full kho rồi. Nên là mình quyết định là cho mấy con Seabit ăn trái quỷ này, để một ngày nào đó tụi nó có thể trở thành vua hải tặc ha. Ok, mình đã vứt rồi nha các bạn. Real 100% luôn, cái đó không phải là trái human đâu. Ok, cái tôi đồn tiếp theo đó chính là các bạn nhảy vô mấy cái bụi cỏ này nè thì nó sẽ giúp các bạn nhảy xa hơn. Quỳ các bạn mới thấy không, hình như mình mới vừa nhảy xa thiệt là xa luôn hay sao á. Mình chỉ cần nhảy và lướt nút quy thôi đó. Thật sự là nó khiến mình nhảy xa vãi cái chưởng luôn á. Mình đã xác nhận là tin đồn này có thiệt nha. Và đến với cái tin đồn tiếp theo đó chính là cái tin đồn nếu như các bạn có càng nhiều máu thì các bạn sẽ có thể sống sót dưới biển lâu hơn. Nghe thì cũng có vẻ hợp lý đúng không? Ok, dứt luôn các bạn. Để mình coi là có thể sống sót bao nhiêu lâu ha. Thì tính ra nhìn cũng khá là lâu á chứ. 4 giây nha các bạn. Ok, 4 giây nha. Ok, hy sinh điểm ép để reset start nha. Ok, bây giờ mình chỉ có 850 máu thôi. Các bạn thử đoán xem là mình có thể sống lâu hơn không? Ok, chơi luôn nha. Quậy quá, nó cũng giật máu từ từ mà. Không chết nhanh như mình nghĩ à. Oh shit, cũng đúng 4 giây luôn các bạn. Vậy là cái tin đồn này là fake. Ok, thì đến với cái tiếp theo, cũng là một trong những tin đồn gây lú nhất hiện tại, chính là nếu như các bạn xài haki càng xịn thì sức mạnh nó cho các bạn sẽ càng lớn. Wait, what the fuck? Đây là Free Fire hả? Sưởng haki tăng đám. Nhưng mà cũng phải thử mới biết được chứ đúng không? Thì đây chính là cái haki màu xanh nước biển của mình, là cái haki khá là cùi thôi. Ok, 2k5 đam nha. Để mình chạy vô trong mình đổi cái haki xịn cái. Ok, thì đây chính là một trong những cái haki mắc tiền nhất, haki màu trắng ha, thuộc dạng legendary đó, không đùa đâu. Đâu rồi? Con quái đâu rồi? Ở đây tao tán cái coi. Mất tiêu chưa rồi? Đây. Tán miễn phát. What? Nó vẫn là 2k5 các bạn, nó không có tăng đam nha. Oh shit, vậy mà nói sơn haki tăng đam. Lừa nhau rồi các bạn ơi. Ok, vậy là cái đồn này là phát nha các bạn. Và cái tiếp theo đó chính là các bạn hãy đăng ký cho mình đi. Cái tin đồn tiếp theo đó chính là nếu như mình đạt 200.000 người đăng ký thì mình sẽ tặng cho các bạn Leo Bách vĩnh viễn. Đúng rồi đó, chứ các bạn còn chờ đợi gì nữa vậy? Không còn cái tin đồn nào nữa đâu. Ok, video đến đây kết thúc, các bạn nhớ like và đăng ký cho mình nha. Hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau. Nhớ bật chuông thông báo nữa nha.